Nguyên Xuân không chỉ là thương hiệu dầu gội được yêu thích bởi những sản phẩm chất lượng mà còn tạo được nhiều ấn tượng lớn bên cạnh các chiến dịch marketing độc đáo. Trong mùa Tết 2024 này, Nguyên Xuân trở lại với chiến dịch thanh xuân mãi mãi thuộc platform thanh xuân. Thách thức được đưa ra ở đây chính là vượt qua sự thành công của hai chiến dịch bùng nổ trước đó. Hẹn với thanh xuân 2022 và thanh xuân là đây 2023 đã truyền tải rõ sứ mệnh tôn vinh giá trị truyền thông, gắn kết các thế hệ mà nhãn hàng đã theo đuổi trong nhiều năm qua. Do đó, cú chốt từ chiến dịch thứ ba này đòi hỏi càng mang đến sức hút cùng độ nét cao. Ở Thanh Xuân mãi mãi, Nguyên Xuân không dừng lại ở việc gắn kết cảm xúc giữa những con người tại khu chợ Đông Ba Huế mà còn hướng đến vươn tầm những mối quan hệ rộng hơn, mọi thế hệ trên khắp mọi miền. Đây chính là lý do mà con tàu thống nhất nối liền giải rất chữ S được lựa chọn. Chuyến tàu Thanh Xuân này được triển khai dịp sát Tết, thời điểm mà những người con xa quê đều bắt đầu hành trình về nhà sum họp cùng gia đình. Trong chiến dịch truyền thông này, Nguyên Xuân nhắm đến hai tệp công chúng mục tiêu, bao gồm nhóm heavy user, nhóm phụ nữ trên 30 có tóc dễ bị khô sơ. Dụng, bạc sớm và đã biết đến và sử dụng sản phẩm dầu gội dược liệu Nguyên Xuân, nhóm light user, nhóm phụ nữ trẻ từ 18, 22 tuổi có tóc khô sơ do tác động của uốn, nhuộm, chưa dùng thử Nguyên Xuân nhưng có sự quan tâm cho việc chăm sóc da đầu và tóc. Insight được Nguyên Xuân lựa chọn truyền tải là, thanh xuân chính là những thứ khi trải qua thì bạn chưa hiểu hết giá trị nhưng khi đã qua đi mới mong muốn được quay trở lại bằng mọi giá. Chăm sóc mái tóc chắc khỏe chính là cách giúp mọi người lưu giữ vẻ đẹp dạng người, tự tin của một thời thanh xuân tươi trẻ lâu dài nhất, để thanh xuân sẽ là mãi mãi. Thông qua chiến dịch, Nguyên Xuân muốn mở rộng tối đa không gian và thời gian, gắn kết tình cảm giữa các thế hệ trên toàn bộ mảnh đất Tổ quốc bằng con tàu thống nhất Bắc Nam. Phương pháp tiếp cận mới này mang đến nhiều trải nghiệm độc đáo cho từng khách hàng cùng toàn bộ nhân viên trên chuyến đi. Song song với đó, nó còn chứa tính lan tỏa cảm xúc và sự kết nối đến tất cả mọi người. Trong chuyến đi dài 36 tiếng từ Bắc vào Nam, du khách lần đầu tiên được đắm chìm với không gian gợi nhớ như đêm nhạc thanh xuân, trạm thanh xuân gắn kết, tiệm tóc thanh xuân, trạm thanh xuân mãi mãi và hoạt động viết thư tay gửi thanh xuân. Xuyên suốt thời gian hoạt động của chiến dịch, Nguyên Xuân đã thực hiện các hướng truyền thông tổng thể, tiếp cận đa kênh cùng trải nghiệm đa giác quan với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nhà báo, người có sức ảnh hưởng lớn. Các nghệ sĩ đủ mọi lứa tuổi, đại diện cho thế hệ 60, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải, 70, MC Thảo Vân, nghệ sĩ ưu tú Quách Thu Phương, nhà văn Hoàng Anh Tú, 90, ca sĩ Văn Mai Hương, nhạc sĩ Phạm Hồng Phước để thu hút tệp công chúng mục tiêu đa dạng. Chiến lược thanh xuân mãi mãi không chỉ giúp Nguyên Xuân chạm tới cảm xúc những hành khách trên chuyến tàu lịch sử mà còn giúp thương hiệu gia tăng tối đa các điểm chạm với khách hàng và tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên toàn quốc. Không chỉ vậy, cách thương hiệu tận dụng và lồng ghép các giá trị văn hóa, phối hợp cùng những biểu tượng mang tính lịch sử truyền thống đã mở ra hướng đi mới mang tính lâu dài cho nguyên xuân các hoạt động đầy sáng tạo trên nền tảng lịch sử của chuyến tàu thống nhất mang lại trải nghiệm đầy tính kết nối các thế hệ tôn vinh các giá trị lịch sử văn hóa truyền thống của dân tộc phong cách tiếp thị này không chỉ giúp nguyên xuân chạm sâu sắc vào insight tệp khách hàng mục tiêu mà còn tạo dấu ấn định vị top ập mai đậm nét nếu so với các nhãn hàng đối thủ hiện nay